Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Mật. Thì như mọi người thường thấy, trên thị trường hiện nay thì đa phần những dòng máy in mạng vật thì nó có độ đồng độ in nó là 4 inch. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy in mạng vật của hãng Jetra, có model đó là ZT421, có độ đồng độ in của nó lên tới đó là 6 inch. Ứng dụng của nó sử dụng nhiều trong sản xuất hoặc là logistics, mình có thể in những cái content nhãn khổ lớn lên tới 6 inch để dán thùng hoặc là những cái ứng dụng khác. Thì mọi người hãy cùng em khám phá dòng máy này. Đây là dòng máy mà em muốn giới thiệu với mọi người, có model đó là ZT421 của hãng Jetra nha mọi người. Đây ZT421, mọi người có thể là nhìn xem sơ qua về cái cấu hình bên ngoài của máy. Thì đây là một cái dòng máy phiên bản công nghiệp nên mọi người có thể thấy là nó là hình dạng nó là khá là đồ sộ ha, đồ sộ và chắc chắn. Thì thêm một đặc điều đặc biệt của nó là kích thước độ rộng của độ in của nó lên tới 6,6 inch, tương đương 168 mm, thì nên thành ra là góp phần cho cái dòng máy này nó lớn hơn ha. Bản chất của nó là dòng in công nghiệp ha, nhìn nó khá là đồ sộ, mọi người có thể xem ha. Rồi em tiếp theo em mở về bên trong của máy, nó có một cái đặc điểm khá là ưu điểm của cái dòng máy Jetra mọi người. Đầu tiên là cái nắp gập của nó này, mình gập thì mình thấy nó khá là gọn gàng. Thứ hai là mọi người thấy là nó hiện tại nó đang tắt đèn đúng không, nên khi mà mình mở đèn lên, mở nắp lên, đây cái đèn nó phát sáng này, để mình có thể thấy được cái nguyên vật liệu bên trong, hoặc là trong môi trường tối nó sẽ hỗ trợ cho mình thấy được những nguyên vật liệu bên trong hết chưa, hoặc lắp được cái mực này kia để mình có thể kiểm tra. Đây, và cái nắp gập của nó cũng khá thông minh để cho mình có thể tiết kiệm được cái diện tích của máy mà gập này. Đây đó, mọi người thấy không, được khá là gọn gàng và có thể là tiện lợi ha. Đó là hai cái ưu điểm đầu tiên đập mắt vô mình có thể thấy được của cái dòng máy Jetra ha. Đèn sáng khi mình đóng lại thì nó chủ động nó tắt ha, thì mình đóng lại chủ động nó tắt đèn này. Rồi tiếp theo về sơ bộ thì phía sau này, đây là cái gác mình có thể để cuộn giấy. Cái gác này mình, cái giấy của mình để tối đa là 6,6 inch nha, nó có thể chứa được cái cuộn giấy 100 đến hoặc là 150 mét. Còn đây là cái phần này là phần lắp mực, thì mình có thể lắp được cuộn mực 300 mét hoặc là 450 mét ha. Thì đây là cái phần lắp mực. Còn phía trên này em bật lên cho mọi người xem một xí ha. Đây là cái thành phần quan trọng nhất của cái máy in, đó là đầu in. Thì đầu in của nó này em vừa giới thiệu bằng dòng ZT421, có độ rộng đầu in nó là 6,6 inch, tương đương 168 mm. Về cái đầu in này thì mình đang có hai option để lựa chọn, đó là 203 hoặc là 300 dpi về độ phân giải để mình lựa chọn để mình sử dụng ha. Về tốc độ in, nếu mà mọi người sử dụng máy chọn option độ phân giải là 203 dpi thì nó các độ in của nó lên tới là 305 mm trên một giây, nó có thể in ra 305 mm ha. Còn nếu mà mình sử dụng cái tốc độ in nó là độ phân giải đó là 300 dpi thì nó là 254 mm nha mọi người, 254 mm trên một giây, thì đó là cái độ rộng đầu in cũng như là cái tốc độ in và độ phân giải đầu in của dòng máy ZT421 này của hãng Jetra. Thêm một cái điều đặc biệt của hãng Jetra đây mọi người có thể thấy, đây là cái màn hình cảm ứng LCD nha, màn hình cảm ứng nha mọi người. Mà cảm ứng này thì mình có thể là thao tác hoặc là mình có thể là nhìn những cái lỗi hoặc là nhìn những thông tin này rất rõ ràng. Nè, mọi người xem này, đây là màn hình cảm ứng nha, đó, mình cho này, đây, màn hình cảm ứng này, màn hình cảm ứng này lên tới 4,3 inch, tương đương với một cái điện thoại thông minh của mình. Phía trên này đang có cái dàn đèn để cảnh báo những cái lỗi hoặc là những cái đèn để cảnh báo những cái trạng thái của máy. Dưới này là có 3 nút để điều khiển. Về cái giao diện điều khiển cũng như là cái màn hình hiển thị thì mình có thể thấy nó rất là thân thiện với người dùng. Thì hầu như là các hãng Jetra, đây là một cái điểm nổi bật mà các hãng khác đang là tốt hơn nhiều so với những cái dòng máy in mà bật khác ha. Mọi người thấy ha, đây là cái cảm ứng này đó, mình cảm ứng khá là mượt ha. Đó, mọi người xem này, thì thao tác nhanh gọn, tiện lợi, dễ dàng, có lỗi gì nó báo luôn lên trên màn hình để cho mình có thể là biết và xử lý được ha. Thì đó là về một số sơ bộ về cấu hình bên ngoài của nó, một số thông tin. Thêm một cái đặc điểm nữa là về cái khung sườn của máy, thì hầu như những cái khung sườn, những cái bộ phận cố định hoặc là những cái khung chính thì nó được làm hầu như là bằng kim loại nha mọi người thấy ha, như là kim loại. Chỉ có một số thành phần ở bên ngoài vỏ ở bên ngoài mà không quan trọng lắm thì nó được làm bằng nhựa nha. Thì cái mục đích làm kim loại là vì là dòng máy này, đây là dòng máy công nghiệp nên một cái sử dụng hầu như là trong môi trường công nghiệp thì mọi người biết rồi ha, bụi bẩn hoặc là va chạm hoặc là cái người công nhân sử dụng này kia thì chắc chắn nó sẽ
có một số cái trường hợp mà có tác động đó, nên thành ra là làm kim loại khá là chắc chắn đó. Mọi người có thể xem sơ một số cái cấu hình bên ngoài của dòng máy này. Thì để cung cấp cho mọi người một số thông tin thì về cổng kết nối của cái dòng máy in của Yatra 421 này, thì nó đang có cổng kết nối tiêu chuẩn, đó là USB, thì hầu như dòng máy nào cũng có. Thứ hai, nó là RS232, và đặc biệt nó có kết nối cổng LAN để mình có thể được kết nối internet, để nhiều máy tính trong văn phòng hoặc là trong kho xưởng của mình đều có thể kết nối tới cái dòng máy này và mình in. Đó là có ba cái cổng kết nối chính của nó nha. Mọi người có thể option thêm Bluetooth hoặc cái gì đó để sử dụng, nhưng đó là những cái đó là option thêm. Còn tiêu chuẩn của nó là USB RS232 tương đương cổng on cổng com đó, hoặc là cổng LAN, thì đó là ba cái đó là đã có sẵn cho mọi người. Đó là một số thông tin mà em cung cấp cho mọi người về cái dòng máy in ZT421 của hãng Yatra. Thì để không mời mọi người chờ lâu thì em sẽ tiến hành in thử cho mọi người xem về cái khả năng in ấn cũng như cái tốc độ in của cái dòng máy này nha. Đây, thì cái file thiết kế em thiết kế sẵn một số cái thông tin trên này để cho mọi người xem cái độ sắc nét của cái dòng này và cái tốc độ in của nó như thế nào ha. Em in thử 3 con tem ha, đây cái tốc độ đây nha. Đây, mọi người có thể mình xem ha. Thì đây là độ phân dài của nó là 300 dpi nha mọi người. Đó, mọi người có thể xem đây, chữ số mã vạch 1D, 2D. Này, nhìn nó khá là sắc nét ha. Khá là mượt ha. In khá là mượt, khá là nhẹ nhàng em ha. Đó, thì đó là cái khả năng in ấn của cái dòng máy này. Em in tiếp thêm 3 con cho mọi người xem ha. Thấy nhìn lần in từ máy tính xuống khá là nhanh đó. Đây, lần in xuống in này, tốc độ in con tem khá là dài này. Đồng tiên. Thì về kích thước của con tem như em đã nói, đó là kích thước cái dòng máy này có độ rộng đầu in đó là 6,6 inch tương đương 168. Thì mình có thể chọn những con tem nó nhỏ hơn cái khổ đó, thì mình có thể điều in nó maximum lên khổ đó. Ứng dụng mình nhiều, mình sử dụng trong nhiều, mình cần những con tem mà có kích thước lớn, nhãn lớn để mình in lên những cái sản phẩm, để dán lên thùng hàng hoặc là dán lên những cái sản phẩm những dùng trong sản xuất logistics đó này, in đề cao xong rồi đột này, dán lên thùng hàng như vậy nó xong rồi xuất hàng này kia, thông tin rõ nét thì mọi người có thể nhìn rõ hơn xí nữa ha, những cái nét chữ cũng như là những cái thông tin của cái dòng máy in ZT421 này in ra nha. Đó là một số cái đặc điểm nổi bật của cái dòng máy ZT421 để mọi người có thêm cái sự lựa chọn trong cái công việc của mình. Thì vừa rồi em đã giới thiệu cũng như là cho mọi người xem về tổng quan, về cấu hình bên ngoài cũng như là in test thử cho mọi người xem về chất lượng in của cái dòng máy Yatra ZT421 này. Thì mọi người có thể xem qua ha. Nếu như mọi người cần tư vấn thêm về những cái dòng máy in mạ vạch hoặc là những dòng máy in khổ rộng, khổ lớn, những máy dòng máy công nghiệp, mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Mạ Vạch qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioimavach.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.